Gặp lại quý vị và các bạn trên kênh View Đô Thị S. Quý vị và các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi rất nhiều nội dung hay từ chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây thì thị trường bất động sản phía Tây sôi động trở lại khi mà đường vành đai 3.5 đang trong quá trình hoàn thiện để kết nối từ Lê Trọng Tấn, đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Các dự án nổi lên ở khu vực này như là An Lạc Grand Symphony hay là Vân Canh, Spandora, khu đô thị Vườn Cam, Kim Trung Di Trạch, đặc biệt là dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony được coi là một châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội với kiến trúc rất là cổ điển, làm nóng lên thị trường phía Tây ở Hà Nội. Dự án An Lạc Green Symphony thì được đánh giá là có tiềm năng phát triển vượt trội nhất, không chỉ mang đến một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng mà nơi đây còn là cơ hội đầu tư sinh lời rất bền vững. Dự án An Lạc Green Symphony được xây dựng trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khu đô thị này nằm sát tuyến đường cao tốc Láng Hòa Lạc, một tuyến đường huyết mạch của phía Tây thủ đô với hạ tầng đồng bộ và hiện đại, góp phần giúp giao thông khu vực này được thuận lợi và thông thoáng hơn. Hiện tại thì chuẩn bị mở bán giai đoạn 1. Các bạn có thể liên hệ văn phòng chủ đầu tư đó là 082-425-8888. Với liên kết của vùng dự án gắn liền với nhiều công trình trọng điểm quốc gia như Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sân vận động Mỹ Đình, các khu đô thị lớn xung quanh, dự án Gelesimco Lê Trọng Tấn, khu đô thị Bắc An Khánh, Nam An Khánh. Khu đô thị An Lạc Green Symphony có thuận lợi rất lớn khi mà nằm ở vị trí các cửa ngõ các khu đô thị đang được xây dựng tại đây. Bạn có thể đến với dự án qua 3 cửa ngõ chính. Cửa ngõ số 1, mặt đường vành đai 3.5, nối từ Lê Trọng Tấn, đại lộ Thăng Long đi ra quốc lộ 32. Cửa ngõ số 2 đấu nối với trục đường 50m kéo dài từ khu đô thị mới Xuân Phương. Một nhánh nối với đường Trịnh Văn Bô, xuyên sang Văn Tiến Dũng một nhánh, nối xuồng sân vận động Mỹ Đình. Cửa ngõ số 3 đấu nối từ trục đường tỉnh lộ 70, hiện đang được mở rộng với mặt cắt 50m, một hướng rẽ ra Đại học Công nghiệp, quốc lộ 32, một hướng ra đại lộ Thăng Long, Vạn Phúc, Hà Đông. Về quy mô thì dự án An Lạc Green Symphony có tổng diện tích đất quy hoạch là 75 ha với dân số khoảng 20.000 người. Dự án có 900 sản phẩm thương mại thấp tầng, bao gồm 362 căn nhà phố liền kề, 210 căn nhà vườn, 328 căn biệt thự song lập. Ngoài ra còn có 20 tòa chung cư cao 21-33 tầng với tổng số hơn 11.000 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ. Nhà phố liền kề có diện tích từ 85,6m2 đến 115,6m2 với thiết kế xây dựng 4 tầng và 1 tum. Biệt thự có diện tích 188m2 đến 442m2 với chiều cao 2 tầng cộng với 1 tum. Shophouse có diện tích từ 90m2 đến 126m2 với chiều cao 3 tầng cộng với 1 tum. Trong đó diện tích đất được phân chia để xây dựng các khu nhà ở, công trình thương mại giáo dục, hệ thống giao thông và hệ thống công viên cây xanh mặt nước, với nhiều tiện ích hạ tầng hiện đại. Được xây dựng với vóc dáng của một khu đô thị đẳng cấp cùng nhiều tiện ích hiện đại hoàn hảo, dự án An Lạc Green Symphony sẽ đem đến cho cư dân một không gian sống lý tưởng. Bạn sẽ được hưởng những tiện ích tuyệt vời đầy đủ nhất khi sinh sống tại đây. Với các khu siêu thị, nhà hàng, khu ẩm thực, quán cà phê giúp giải quyết vấn đề ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của cư dân một cách tốt nhất. Bên cạnh đó là các khu vui chơi giải trí, bể bơi 4 mùa, sân golf, trung tâm thương mại, phòng thể hình, spa giúp thỏa mãn nhu cầu mua sắm nghỉ dưỡng của mọi cư dân. Để mang đến cho con em của cư dân nơi đây một môi trường học tập lành mạnh, tiên tiến hiện đại, hệ thống trường học liên cấp được xây dựng ngay trong chính khuôn viên khu đô thị. Đây sẽ là bước đột phá để các em có môi trường học tập đẳng cấp, tiếp thu những kiến thức mới phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Ngoài ra thì hệ thống điện đường, trạm bơm, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường về cơ bản đã hoàn thành, giúp cư dân sinh sống trong môi trường trong sạch, không ô nhiễm khói bụi. Không gian sống trong lành gần gũi với thiên nhiên là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn khi lựa chọn mua nhà tại một địa điểm nào đó. Và An Lạc Green Symphony có thể đáp ứng được điều này. Chủ đầu tư đã dành tới 6 hectare trong tổng diện tích đất xây dựng để tạo cảnh quan toàn đô thị. Hồ điều hòa được xây dựng ở trung tâm của dự án là lá phổi xanh cung cấp nguồn không khí trong lành và nguồn gió tự nhiên thanh mát. Xung quanh hồ điều hòa là hệ thống đường dạo bộ cho cư dân có thể tập thể dục và vui chơi giải trí. Hệ thống vườn hoa, công viên, bãi cỏ được bố trí hài hòa, hợp lý giữa các khu. Dù bạn ở khu vực nào cũng có thể được sống trong môi trường trong lành, hòa hợp với thiên nhiên, đảm bảo sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình. An Lạc Green Symphony là một trong số ít những dự án mà có đầy đủ các loại hình căn hộ nhà ở, giúp cho khách hàng, các nhà đầu tư có thêm những cái lựa chọn cho mục đích sử dụng riêng.
Khu đô thị bao gồm 78 căn biệt thự cao cấp nằm ở ven hai hồ điều hòa, 100 căn biệt thự nhà vườn nằm ở vành đai kế tiếp, qua trục đường Kim Trung, Di Trạch, Lê Trọng Tấn kéo dài là hệ thống 7 tòa nhà hỗn hợp được thiết kế liên hoàn, sử dụng làm hệ thống văn phòng và các căn hộ cao cấp. Phần đuôi của dự án là tổ hợp 6 tòa chung cư cao cấp cao 33 đến 35 tầng. Nằm dọc các tuyến đường chính nội khu là 149 căn nhà phố thương mại, bạn có thể sử dụng để ở hoặc là để kinh doanh rất là hiệu quả. Khu nhà liền kề được xây dựng xen kẽ giữa khu nhà phố thương mại và biệt thự với hơn 200 căn mang đậm phong cách châu Âu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống tiện ích và các khu nhà ở, cảnh quan thiên nhiên của dự án An Lạc Green Symphony mang đến cho khách hàng một không gian sống hoàn hảo chất lượng, xứng đáng là dự án trọng điểm có tiềm năng nhất khu vực phía Tây. Vâng, trên đây là những review về khu An Lạc Green Symphony rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tuyệt đẹp nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Đừng quên để lại những bình luận của mình cũng như là đăng ký kênh nữa nhé.